xử phạt hai thanh niên đăng, chia sẻ 189 bài viết xuyên tạc trên Facebook. Hai thanh niên vừa bị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi bị xử phạt hành chính vì đăng tải, chia sẻ 189 bài viết hình ảnh có nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vu khống, bôi nhọ lãnh đạo cấp cao, tham gia nhiều hội nhóm chống đối trên mạng xã hội. Đó là Phạm Thành Dương 27 tuổi, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi và Hoàng Việt Quốc Trãi 29 tuổi, tổ 8, phường Tránh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, với mức phạt mỗi người 5 triệu đồng và buộc chấm dứt việc đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, đồng thời hủy toàn bộ các tài liệu vi phạm trên trang Facebook cá nhân. Mỗi cá nhân ngoài việc bị xử phạt 5 triệu đồng, cơ quan chức năng buộc hai đối tượng này gỡ bỏ toàn bộ thông tin vi phạm trên Facebook cá nhân, cam kết không tái phạm. Các vi phạm này đã được công an tỉnh Quảng Ngãi, xác minh và cả hai đã thành khẩn thừa nhận toàn bộ hành vi, việc làm của bản thân là sai trái, vi phạm pháp luật, gỡ bỏ toàn bộ các nội dung thông tin đã đăng tải và cam kết không tái phạm. Đánh hiệu tích cực cho thấy ngành công an và cơ quan quản lý thông tin trên mạng xã hội đã quyết tâm điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân lợi dụng mạng xã hội tuyên truyền chống nhà nước theo luật an ninh, mạng. Việc này được dư luận đón nhận và đánh giá cao. Thời gian gần đây, ngoài việc xử lý rốt ráo các trường hợp tung tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng thì việc các trường hợp đưa tin xuyên tạc, like, xe thông tin xuyên tạc, hoặc tham gia các diễn đàn chống đảng, nhà nước bị xử lý ngày càng nhiều hơn. Hai trường hợp bị Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi xử lý nêu trên mới bị phát hiện có biểu hiện thành khẩn nhận sai phạm và mới bị xử phạt lần đầu nên chế tài ở mức nhẹ nhất nếu tái phạm hậu quả nghiêm trọng hơn chắc chắn sẽ bị xử lý hình sự theo các tội danh tuyên truyền chống nhà nước hoặc lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của nhà nước tổ chức và cá nhân được quy định trong bộ luật hình sự hiện trên không gian mạng còn có rất nhiều đối tượng chống đối cực đoan là tay sai hoặc tích cực hợp tác chia sẻ ủng hộ các đối tượng phản động chống phá nhà nước như nguyễn quang a nguyễn xuân diện phạm thị đoan trang nông đình cống võ văn tạo những đối tượng này thường ngoan cố không chịu thừa nhận hai vi vi phạm pháp luật phủ nhận tài khoản mạng xã hội đang sử dụng để trốn tránh hậu quả pháp lý việc chưa bị pháp luật sờ gáy khiến chúng ngang nhiên tự đặt mình ra ngoài vòng pháp luật thách thức công an chính quyền chứng minh hành vi phạm tội của bản thân mong rằng công an các địa phương cũng vào cuộc điều tra củng cố chứng cứ và xử lý quyết liệt như công an quảng ngãi thì chắc chắn chúng sẽ không dám lộng hành và coi thường pháp luật nữa